Xem nào, VNX Diablo vé 117. Có gì? Có kinh xương độc, ủa có phượng này. Mà có phượng là một trong những con này khó chịu cực kỳ đó này anh em. Có suy kỹ không? Không có. Chưa suy kỹ. Một pack chưa? Pack chưa mua luôn. Pack chưa mua luôn. Chưa một pack thì hơi căng ấy. Tại vì nếu mà thật sự là mua pack sớm được ấy, đổi cho xương độc nó suy kỹ á nha, đổi xương độc kỹ cho nó gánh, nó gánh bên anh hùng luôn, bên quái nhân luôn. Đồ hợp lý đây, dồn nó cho kinh à. Ok, hơi thiếu vẻ tăng sao, kim cương hơi thiếu luôn. Ủa sao anh này thiếu vẻ tăng sao quá ta, tôi phải ngó qua một xíu anh em ạ. Anh này hơi thiếu vẻ tăng sao nhỉ, đang ưu tiên vé. Ok, thì bây giờ tôi sẽ vào cái phần việc đó là tư vấn account VNX Diablo ở server 598 nha anh em. Này server 598 nhá. Thì đầu tiên nhìn qua tướng đúng không? Có kinh, có xương rồng, có con phượng. Thì con phượng này hiện tại nó đang bị hơi bị ao một xíu tại vì là có nhiều thành phần ở server cũ họ lấy năm đầu nhiều quá. Tôi không hiểu sao luôn, ở bên server ở bên cụ bên mình nhiều năm đầu với Lin cực kỳ nhiều luôn. Một phần là do Gwyn với lại con Sam á, nó đẩy mọi người lấy năm đầu. Và bằng một cách thần kỳ nào đó ở bên server chung nó ra con flash đúng dịp bên server mình ra năm đầu luôn, cho nên chúng con là linh năm đầu khá nhiều. Gặp năm đầu thì con phượng này bị phế anh em, hơi khó chịu một xíu nhưng mà không sao, chẳng vấn đề gì cả. Rồi thì nhìn qua đồ thì trước mắt là tôi thấy cảm giác đó là thiếu. Rồi xem video, có xem video nhưng mà cảm giác thiếu thẻ tăng sao rất là nhiều anh em. Không biết kim cương đổ ở đâu hết nhưng mà cảm giác thiếu thẻ tăng sao rất là nhiều. Đúng rồi, thiếu tài nguyên tùm lum ấy. Nuôi ba tâm linh khổ nhỉ. Thực ra là đâu phải nuôi ba tâm linh đâu anh em. Ơ? Sao nuôi ba tâm linh ta? Ôi tôi phải kiểm tra là nhà huấn luyện của bạn này nhá. Sao lại nuôi ba tâm linh nhỉ? Ở cái nhà huấn luyện, ui, phải ba tâm linh mà là 4 tâm linh anh em ạ. 1, 2, 3, 4. Tôi bảo anh em một cái vấn đề nhà huấn luyện này nhá. Anh em nên để mỗi một hệ hai con thôi, hai giác đấu, hai công nghệ, hai tâm linh và hai vũ trang. Để làm gì? Để khi mà anh em nâng á, anh em càn quét á, anh em hiểu không, anh càn quét cái của con này thì nó sẽ ra một số cái huy hiệu đi phụ của các hệ khác nữa thì anh em sẽ úp dễ hơn. Ừ, cái này phải sửa nhá, bắt buộc phải sửa vội nhá, xem coi là sửa đi nhá. Hai tâm linh, hai vũ trang, hai công nghệ và hai giác đấu, được chưa? Ở cái này không sao anh em ạ, cái này thì sửa được, không vấn đề gì, chỉ mỗi tội đó là hơi tốn cái thẻ reset thôi nha, không vấn đề gì nha, sửa được, nó không phải là cái gì quá căng thẳng, được chưa? Không phải vậy, có gì quá căng thẳng. Được rồi, đến vấn đề quan trọng tiếp theo nhá. Tôi sẽ ngó qua cái tactic tiếng chiến thuật. Phủ đầu đâu có này, một này, hai này, có này, ba có này. Ơ, có phù đâu mà, ủa sao chưa phù đâu? Ơi ác này quên bỏ phù đâu anh em ạ, ác này chưa bỏ phù đâu nhá. Đấy, đang chơi tâm linh, chơi ba tâm linh con này thì bỏ phù đâu tâm linh anh em ạ. Uầy, này quên bỏ phù đâu luôn anh em. Đây tôi thay cho luôn nhá, tôi thay cho luôn anh em ạ nha. Mấy cái này phải chú ý anh em ạ. Quên. Không cần, trời ơi, không. Ông hơi nhầm rồi. Không phải là yếu, không phải vấn đề, biết tôi hiểu cái vấn đề được chiến. Nhưng mà bắt buộc là ông phải có phù đầu. Tại vì bây giờ là nó đang gần như là ông có phù đầu là ông sẽ được đi thêm lượt đấy. Kinh nè, đúng không? Kinh nó có phù đầu là nó sẽ được bút thêm một lần nè. Rồi xương rồng đúng không? Có phù đầu là đặt DOT thêm một lần, đặt acid thêm một lần. Rồi phượng có phù đầu thì chả cần hành động luôn, phù đầu một phát là vô gấp luôn. Đấy. Tại vì sao anh em thấy tôi để tâm linh nhá? Tại vì account này là đang có rất là nhiều tâm linh anh em. Có là 1, là 2, là 3 con tâm linh luôn. Đó. Đâm ra là mình xài phủ đầu được, thoải mái anh em. Đánh nhau là nó khác ngay anh em ạ. Có phủ đầu cái là đánh nhau khác ngay luôn. Gặp cái thằng ý là nó hơn tốc mình á, cũng không phải là vấn đề á. Tôi bao nhiêu lực chiến? Tôi 7 của. Đây đánh thưởng này nhá. Có phủ đầu nó khác ngay anh em. Có phủ đầu nó khác lắm. À anh bảo cái chiến thuật chỉnh lại nó lâm đi em, anh bảo chiến thuật. À đâm xuyên à?
cái em phải chỉnh từ từ anh ạ. Hơi căng tí. Tóc nó cao hơn mình con nè. Nó đi trước luôn. Ui trời, thật kỹ luôn. Khó nói anh em. Khó nói. Sửa chuột kỹ thì khó nói. Tại vì nó acid trước á. Mình bị khóa phủ đầu anh em. Ông này xả hết vé rồi anh em ạ. Ông này xả hết vé. Thấy không? Nó chỉ có mỗi sức đồng sống thôi. Tại vì sao nó đi trước. Nó đặt DOT trước anh em. Mẹ năm đầu nó còn chết mà. Năm đầu nó còn chết. Và chứng tỏ là bên mình cũng mạnh ấy. Đéo yếu đâu. Ok. Cái chỉ năng chiến thuật á. Thì ở đây để tôi chỉnh cho anh em luôn nha. Rồi. Đầu tiên kích nè. Kích là 6 tím mà chắc không đủ cam đâu anh em. Hợp lý, ok. Để búp tốc cho quái nhân á. Búp tốc cho quái nhân thì sao không để ở cho Duelist. Đây có thể Duelist này á. À, cái giấy anh hùng. Bị trúng cái trường hợp. Ác này bị trúng một cái trường hợp giống của mình rồi anh em ạ. Tiếp qua úp cho Duelist này ngon hơn anh em. Úp cho Hero thì hơi bị phí á. Úp cho vũ trang ngon hơn anh em ạ. Úp cho Hero thì hơi bị phí á. Để tốc một quái nó kích được bao nhiêu đây? 1/6. Thiếu đúng như vậy á. Ý là thiếu quái đúng như vậy á. Có quái nè, có thể quái mà. Có quái luôn nè. Ồ. Đổi đổi sang được mà. Ý là đổi biết là đổi sang được. Đây là mình sẽ ưu tiên là mình sẽ từ em, bây giờ em phải tháo hết ra anh em ạ. Phải tháo hết ra. Tháo hết ra. Bây giờ mình sẽ ưu tiên mình bỏ quái vào trước nha anh em. Bỏ quái vào để nó tăng chỉ số ấy. Tăng chỉ số cho xương rồng anh em ạ. Mặc dù nó chỉ là ATK với lại gì ta. Má đủ 6 tím trời. Tôi sợ không đủ 6 tím ấy. Không đủ 6 tím anh em ạ. Đủ. Không đủ 6 tím anh em. Không đủ 6 tím mà, không đủ 6 tím thì giờ bỏ gì nó cũng vậy à. Ok, cái tạm thời để này đi nhá. Mình sẽ thay những cái nào mà nó xử lý được trước. 6 tím này. Cái cường công này đừng bỏ đi anh em. Anh em có xài đam cho con nào đâu. Đam anh em nó chơi xương rồng á. Anh em để cái đam này cho xương rồng cũng được. Nhưng mà thôi, nó tăng trả bao nhiêu cả. Tăng có 2% thì tăng làm gì. Đúng không? Cứ lấy chỉ số. Đấy, để anh em châu châu lên. Lấy HP với lại thủ châu châu lên. Ok, được một thẻ anh hùng này. Một thẻ vàng này. Ây da, đúng kiểu ạc. Thiếu thẻ anh em. Thiếu tiệt sự ấy. May quá, có thêm cái này. Đủ 6 tím ta, 3 tím. Khó 6 tím nhở. Khó thiệt sự ấy. Ok, qua tâm linh này. Qua tâm linh thì chơi cường công được này. Này vũ trạng này ấy được luôn này. Không cần phải kích hệ đâu anh em. Đầu game không cần phải kích đâu. Chưa chắc chắn là phải kích đâu. Bên này tại vì là anh em đang để phủ đầu ấy nhá. Cho nên là kiểu gì anh em cũng không kích đủ. Thì anh em lắp cường công được. Lắp cái đấm vào được. Nó đấm đâu ta. Để cho vũ trang này. Duelist 2 này. Duelist 2 bỏ đây được rồi anh em. Đó. Cứ bình tĩnh đi. Mình cứ chỉnh từ từ anh em ạ. Cái này không vội được. Cứ kiểu khi mỗi lần mà anh em đi xong tháp á, thì anh em sẽ phải chỉnh lại một lần. Anh em sẽ phải chỉnh lại một lần. Để cho nó chơi với nó dễ anh em ạ. Công nghệ. Mình không xài công nghệ. Rajedot mình mới xài công nghệ anh em. Rồi ok. Đấy. Sẽ búp được cũng bình thường em có tầm 2% thôi. Nhưng mà nó tăng đam cho xương rồng anh em ạ. Tăng đam cho xương rồng. Rồi. Bên này 6/6 tôi nghĩ cái này là maximum rồi. Tại vì ạc này khá là thiếu thẻ anh em. Tôi nghĩ là vậy là mát rồi. Đó chính xác luôn, mát luôn. Không có còn gì để ấy nữa anh em. Chỉnh sửa đâu nữa. Thiếu 2 thẻ tím. Thiếu đúng 2 thẻ tím anh em ạ. Hơi tiếc. Ok hơi tiếc. Nắm đấm thì đủ rồi anh em. Monster này. Monster bên này cũng không xoay được 6 thẻ tím anh em. Không đủ thẻ. Nếu mà không đủ thẻ để qua chỉ số thì anh em bỏ những cái thẻ nào vào hoặc là kích hệ luôn cũng được. Chả vấn đề gì. Đó, thẻ nào cũng được. Tầm này là thẻ nào cũng được anh em. Mới sao nó tăng nhiều chỉ số là được nha. Ok. Rồi Hero. Ây da. Hero thì đủ rồi anh em. Hero vậy cũng được. Không vấn đề gì. Kích được 2 cái luôn cũng được. Đó, vậy thôi. Duelist không có tím luôn anh em. Ặc này hơi thọt tài nguyên xíu. Rồi, cho đây luôn. Không sao hết anh em ạ. Không vấn đề gì.
cứ tầm này là cứ mấy lúc mà anh em cảm giác anh không kích đủ á, anh hiểu không? Thì anh em cứ bỏ cái thẻ nhiều sao của anh em vào nhất để tăng chỉ số. Đấy, chứ không phải là cứ kích cái này là ngon đâu, anh em phải đọc kỹ của nó nè. Ví dụ nha, cái follow này đúng không? Hồi 2% HP tối đa sau mỗi hành động. Má 2%. Nó không đáng bao nhiêu đó, so với việc mà anh em kích đủ dòng á, nó cộng cho anh em mấy chục ca máu nè, mấy chục ca thủ nè, trâu hơn hẳn luôn. Đấy, em phải đọc kỹ nha. Còn cái việc mà anh em phải hiểu nè, đó là những cái bảng này nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ tăng chỉ số cho những con tướng. Ví dụ như cái bảng hero này đúng không? Em thấy không? Em nhìn dưới đầu dòng dưới cùng này nè. Đấy, bảng hero đúng không? Stat nè, cộng đam 5k2 nè. Đó, đam hàng dọc, hàng ngang hay đam nhóm, đam đơn như nè, 800, 1600 nè, thủ 49.000 nè. Thấy không? Và cái dòng stat này á, nó chỉ cộng cho đám tướng hero thôi. Đó, cộng cho đám tướng hero thôi. Được chưa? Rồi đến monster nè. Đó. Còn hiện tại lạc này là đang, tôi nhớ không nhầm mà đang xài tốc chỗ nào ta, để phải kiểm tra đã mình. Em chưa ngó qua luôn đấy. Tốc Sonic. Má, speed như thế này thì 2.284 đồ không có đồ speed luôn. Đồ không có đồ speed luôn thì theo em lại lấy chỉ số đi. Ừ, theo em lại lấy chỉ số đi anh. Không cần tốc đâu, hiện tại chưa cần tốc đâu. Nha, hiện tại chưa cần tốc. Đấy, cứ ưu tiên chỉ số để đi PvP trước, đi PvE trước đã. Đi PvE chiêu thoải mái mọi thứ đã. Rồi, thì cái vấn đề tactic coi như là xong nhá. Tại vì một phần là đang khá thiếu. Với lại khuyên anh em nhá, để dành vé đi, đừng có xả vé nữa. Để dành vé đi đừng xả vé. Và tôi đảm bảo luôn ạc này chưa mua gói. Tôi sẽ kiểm tra luôn anh em. Chưa mua đấy. Có hai gói này là gần như anh em sẽ phải mua. Tại vì khi mà mua xong đúng không, cứ một ngày nó sẽ cho một gói free, cho một vé free. Vì ạc này lạc nạp mà, tôi biết chắc chắn là ạc này lạc nạp. Không phải là cây chay, ạc cây chay tôi không nói. Nhưng mà ạc này lạc nạp. Đấy, ạc này lạc nạp. Được chưa? Ok chưa? Cái vấn đề đồ đạc tí nữa mình nói sau nha. Mình sẽ nói mấy cái gọi là nó ưu tiên hơn trước ha. Tại vì tôi khẳng định luôn là account này hiện tại là bạn này cũng chưa chú tâm, thực sự là chưa chú tâm vào PvP lắm. Bây giờ lo PvE còn chưa xong mà anh em. Nha. Đó, hay là hai cái này thì tôi cứ kích nên mua nha. Vì anh em chơi lâu dài mà, cứ ngày nó cho vé, ngày cho vé. Tầm 1 tháng là anh em tích được 30 vé này rồi đó. Nó là cả một vấn đề khác luôn đấy. Nha. Đó, thì phải có cái đó thì anh em mình chơi tiến lên chiến thuật nó mới dễ được. Được chưa? Chứ giờ hiện tại là mình thực sự là mình đang rất là thiếu tên chiến thuật. Bây giờ muốn nhiều cái này, một là anh em bỏ tiền và anh em quay, hai là anh em điều tháp. Nhưng mà phải tôi khẳng định luôn là kẹt tháp. Khẳng định luôn 20 này. Kẹt 20 này. Kẹt 10 này. Để xem nhá. Tại vì bữa trước đi là không có phủ đầu anh em. Bây giờ có phủ đầu nó sẽ khác. Ui thiếu đam luôn. Bây giờ không có co 2 ta. Coi là lấy của cả tiến sĩ ngon hơn ấy nhỉ. Cảm giác có tiến sĩ ngon hơn đúng không anh em? Có con này luôn nè. Có con này thì ây da, ba tâm linh này. Thay công nghệ tiến sĩ cho ta, từ tôi thấy có con tiến sĩ vào đó. Thay tiến sĩ vào đúng không? Lấy tiến sĩ đi. Lấy tiến sĩ xong rồi là mình thay con này vào đây. Đó, cái con này nó có choáng. Con này nó có choáng, mình đang phủ đầu quái mà anh em. Ê, phủ đầu tâm linh mà, nó có choáng, đi thử nhá. Mua hai gói đó, mua một lần nhận được bao lâu? Nhận vĩnh viễn anh em, nhận vĩnh viễn luôn. Ừ, nhận vĩnh viễn luôn. Vĩnh viễn đến khi game sập luôn. Giá trị của nó mới lời anh em. Đấy không, kinh follow này. Nó tâm linh phải là những con tâm linh nó follow được hết. Chơi game nó đỡ hơn nhiều chứ. Anh em chấp follow thì ui. Chấp follow thì chơi game hơi bị cực anh em ạ. Ok, chắc là tôi nghĩ là vẫn qua đấy. Qua được không? Tại bên này cái mỗi kinh rồi anh em, không có một con nào để phụ đam hết á. Mà qua được là cũng hay đấy, nếu thực sự là qua được là cũng ảo ma Lazada lắm ấy. Ui thua anh em ạ, không được, không có đam. Không có đam anh em ạ, bắt buộc phải chờ Zenos thôi. Rồi, qua bên này xem được không? Hơi khó anh em. Anh em chờ tôi xíu nhá. Dì ba. Ây da, nãy phụ huynh tôi gọi điện, phụ huynh gọi hỏi ăn cơm không? Đi nhậu về. Phụ huynh gọi hỏi ăn cơm không anh em? Ăn được không? Tôi nghĩ là cái này ăn được chứ. Ôi, bên kia nó có con mực anh em ạ, bên kia nó có con mực.
có con mực là sợ không ăn được đấy, đã được đấy đó, có cái follow up và nó khác ngay chứ anh em. Bên này thì không cần đam anh em, chỉ cần để hai con này đam thôi, không bỏ luôn con này cũng được, hồi sinh này đấy, có follow up nó khác anh em, tự đi luôn, đi trước bên kia luôn, không biết ăn nổi không anh em ạ. Bên kia nó cũng có con mực, bên này không có kinh nhồi máu anh em, thôi thì chưa đủ khả năng để đi anh em. Chờ ơi, chờ có Zenos thì mọi chuyện nó đỡ nhiều nha, chờ có Zenos với Cục Sư thì mọi chuyện đỡ nhiều. Rồi, đó là cái vấn đề PvE. Nạp hai gói đó bao nhiêu vậy anh Phu? Đây để anh tính cho anh em luôn nhá. Gói này 17 đô này, 18 đô đi nhá. Gói này 18 luôn là tổng cộng 36 đô. 36 đô thì nếu mà anh em cần nạp thì có thể liên hệ Hưng nhá, liên hệ Hưng Trương ấy, ở trên kênh anh em. Đó, Hưng ấy, cần nạp liên hệ Hưng thì Hưng sẽ nạp cho anh em được nhiều coupon hơn nha. Sơ đồ xin được kỹ là quay easy rồi, đúng rồi. Thì bây giờ này là có hai cái này là cần đến mua. Tại vì anh em mua xong anh em xài đến chết mà. Anh em xài đến chết luôn, nó rẻ hơn. Tuyệt vời đúng không? Rồi cái Battle Pass nữa. Battle Pass để làm gì? Để anh em đổi cái siêu kỹ của sư rồng. Đó, siêu kỹ của sư rồng hoặc là cái hồn con DK. Cái hồn con DK, tại vì sắp tới re-up DK, anh em sẽ có coi DK để anh em xài. Ảng này đang xài Cobalt. Đó, ảng này đang xài Cobalt. Hợp lý không? Đấy, trên tháng này nạp pass luôn. Tháng được thì nạp pass luôn. Nạp và đổi con DK nhá. Đổi hồn con DK, tại vì sắp tới là re-up con DK rồi. Và cái siêu kỹ của sư rồng được thì tốt, được hai cái đó rất là ngon đấy, tuyệt vời đấy nhá. Thì ảng sẽ coi chơi, tại vì bây giờ trong đó đang xài Cobalt đấy. Nó là một cái con yếu anh em ạ, nó là một cái con yếu. Thì có con DK thì anh em đi PvE dễ hơn, rồi đi BK cũng dễ hơn nữa. Budget tôi một tháng tầm 700. Budget một tháng tầm 700 thì theo tôi là anh em cứ ưu tiên cái login bonus trước đi. Đấy, cái này nè. Đó, ưu tiên là tháng nào cũng mua cái này. Thì login bonus đó tầm 5 lốt mẹ rồi. Còn 200. Còn 200 thì được thì anh em xem coi là có dồn để mua thêm cái này được hay không, mua thêm cái Battle Pass được hay không nha. Còn hai con này á, khi nào có điều kiện thì mua càng sớm càng tốt. Kiểu anh em biết không, khi mà anh em đã bị kẹt budget rồi á, thì tài chính anh em đã bị kẹt rồi á, thì anh em không vội được, thực sự là không vội được, mua lúc nào hay lúc đó nha, mua lúc nào hay lúc đó. Đang 606 ấy, khi nào đủ ấy. Hai gói đó thì tầm bao nhiêu liên hệ Hưng nha anh em nha. Cứ anh em muốn cần thì có thể liên hệ tôi dưới link Facebook ở dưới phần mô tả nhá. Tôi sẽ gửi anh em thông tin của Hưng để cho anh em qua anh em liên hệ Hưng. Thì anh em cứ yên tâm nhá, riêng nạp bên tôi thì cứ yên tâm, chả vấn đề gì hết. Và bên tôi sẽ kiểu tư vấn rồi xử lý cho anh em tận nơi luôn nhá. Hưng thì nạp cho rất là nhiều người rồi anh em, Hưng nạp cho cả top luôn, thì anh em yên tâm vấn đề đó. Được rồi, thì cái vấn đề PvE của này thì cũng biết rồi, đó là nó kẹt là cho bị kẹt được chiến. Bị kẹt được chiến và một phần là gear nữa anh em, sơ đồng nó chưa sơ thực kỹ nữa. Có sơ thực kỹ nữa, nó sẽ khỏe hơn. Gear thì ặc này ở mức độ đó là xem qua đồ anh em. Đây có đâm này, đâm free à, hơi tiếc nhở này, mà đâm red thì ngon anh em, đâm free hơi cay. Ôi, phản đồ thì không mấy đâu anh em. Nhưng mà để tôi khuyên anh em nhá, tất cả các thẻ tăng sao này, thẻ tăng sao này á, anh em nên dồn vô con DPS chính hết. Được chưa? Dồn hết vô DPS chính luôn ha. Dồn hết vô DPS chính luôn, đừng có lại như thế này. Ặc càng cày chay càng yếu, càng ít thẻ tăng sao, càng rải ra nhiều nhân vật càng yếu càng thọt. Anh em hiểu không? Cứ dồn hết vô thẻ tăng sao vô một con. Được chưa? Và khi mà anh em chơi á, cái kim cương này nè. Kim cương này hiện tại tôi bảo anh em nhá. Ngoài việc anh em mua vé đen đầu tháng đúng không? Đầu tháng anh em sẽ tốn khoảng 7k mấy để mua vé đen đấy. Và cái pack này tổng 3k6 hay 3k7 gì đó để anh em mua siêu thật kỹ. Thì khi mà anh em cần quét hàng ngày á, nó là shop ẩn. Shop ẩn đúng không? Nó sẽ có hai thứ anh em cần mua. Một á, đó là cái vé tăng sao này. Vé tăng sao này nó sẽ bán tầm 100 bao nhiêu hai vé đó, giảm giá anh em được thì anh em mua. Rồi 240 kim cương một thẻ tăng sao. Được chưa? Vì hiện tại nói thẳng luôn, những ặc cày chay thiếu nhất là gì? Thiếu nhất là thẻ tăng sao. Nói thẳng luôn là cực kỳ thiếu thẻ tăng sao luôn. Mà kim cương anh em để nhiều đây đúng không? Anh em để càng nhiều anh em sẽ càng xài linh tinh. Anh em sẽ đi tẩy thẻ, rồi anh em đi tùm lum tùm la, anh em
phải bừa hết, rất là phí. Cho nên càng nông dân càng tiết kiệm. Khi nào mà anh em thực sự cần đến thẻ á, thì anh em hãy bỏ tiền ra anh em tẩy. Còn không có kim cương á, cứ dồn nó đó anh em. Xem mua vé đen rồi vé chưa kỹ, và mua hoạt lực để chơi event, mua thể lực để đừng quá thọt so với server, và mua thẻ tăng sao nhá. Nha. Mua thẻ tăng sao, nâng nhầm 2 ô đam cho kinh. Cái reset được mà, ý là cái ô ta lần reset được mà. Nha. Và tôi biết là anh em có thói quen đó là dồn kinh. Đó, nhưng mà anh em đừng có mở cái ô đam ra, nó bị phí ấy. Nó bị hơi bị phí ấy. Đó, nhưng mà tôi không sao. Hiện tại thì căn bản là một phần là còn đang trong giai đoạn nó là chưa định hình được lối chơi. Chưa định hình lối chơi. Và một phần em cũng biết mà, không phải là anh em cài chay anh biết rồi, nhiều anh em chỉ có đúng con kinh cơ, còn không có xương rồng, không có này cơ. Nó cho nên kiểu anh em bị lạc lối chơi là bình thường à. Cho nên là được thì sửa thôi. Thì mục tiêu đầu tiên đó là gỡ hết cái thẻ tăng sao ra. Anh hiểu không? Dồn dần cho xương rồng đi. Đó, dồn dần cho xương rồng. Để sau này mà nó ra Genos á, thì anh em chuyển qua Genos anh em mua cũng dễ hơn. Một tháng bán vé đen mấy lần nhỉ? Quên rồi, một tháng bán vé đen 2 lần nhỉ anh em. Thì cái thời gian nó bán khoảng tầm 12 ngày hay sao, 11 đến 12 ngày tùy theo banner. Đấy, nhưng mà tôi khuyên anh em đó là trong một tuần đầu tiên anh em phải mua hết vé đen cho tôi. Trong 7 ngày đầu tiên tôi không cần biết anh em làm cách nào, trong 7 ngày đầu tiên anh em phải mua hết vé đen cho tôi. Nhá. Để đề phòng trường hợp là anh em không mua kịp vé đen. Được chưa? Còn cái gói chuyển kỹ này, cái pack chuyển kỹ này á, thì nó bán theo tháng nhá, cho nên anh em không cần phải vội nhá, không cần phải vội, được chưa? Rồi thì về cái trường hợp đó là PVE và PVP, PVE thì tôi cũng nói rồi anh em, đó là ạc này chưa đủ lực chiến, một phần là chưa đủ lực chiến, tại vì bây giờ tướng là có nhưng mà lực chiến không đủ, với lại không chuyên được kỹ thì một số cả hải còn là anh em không thể qua được ấy, không thể qua được, chưa kể là bây giờ lên tháp nó còn có cả siêu bất khuất nữa. Đó, khó nói anh em, không có đầu tiên không thể nào ép được anh em, càng vội là càng chết. Chơi game cứ bình tĩnh mà chơi thôi nha. Rồi thì về vấn đề PVE và PVP tôi không nói nữa rồi nha. Về vấn đề đó là đi tinh thông thì nó cũng vậy thôi, y chang cái việc tháp vậy cả anh em. Tinh thông thì đây level 8, level 9 chắc kẹt anh em ạ, không có đam mà bên anh hùng mũi có bỡ con kinh à, bị quái có bị kẹt anh em, quái có xương rồng bị kẹt nè, tại vì yếu quá không có bút tốc nữa, quái bên kia đi trước. Đó, quái đi trước thì mình không chịu nổi, anh em thì chết thôi. Này chuyện bình thường anh em. Mấy cái này thì đủ lực là đi thoải mái. Và đến khi anh em cứ ưu tiên nhá, khi mà anh em càn quét á, được không? Anh em có càn quét thì anh em ưu tiên càn quét những cái nào nó cho nhiều sách nhất. Ví dụ như là bên này quái mà đi được ai 7 đúng không? Thì anh hùng anh em nhớ nhá, vô càn quét tay. Tại sao? Khi anh em vô càn quét tay đúng không? Anh em sẽ không bỏ quên cái mục dưới này. Nhiều anh em vô á, cứ kiểu đó là vô cái chức năng clear hàng ngày á, nó tự clear hết xong anh em bị tràn vé bên dưới, đâm ra là anh em bị thọt sách. Còn vấn đề nâng tinh thông á, vấn đề nâng tinh thông thì theo tôi nha, theo tôi thì tinh thông phòng thủ của những con như kiểu này á, anh em chỉ cần nâng lên tầm level 4 nhá, level 4 là được rồi. Xong anh em tích dần đó, để sau này nếu mà ra những ví dụ nó ra trường hợp là ra con Genos đúng không, anh em lấy Genos vậy, xong khi mà anh em nâng tấn công á, nó sẽ yêu cầu là ba nhân vật anh hùng có tinh thông phòng thủ level 3, thì khi đó anh em sẽ có tài nguyên để anh em nâng những con khác. Ví dụ là nâng kinh xong rồi anh em qua anh em chống con anh hùng, ví dụ như cho Beeman chẳng hạn, anh em úp tinh thông lên để kích, để anh em nâng được cái tinh thông tấn công cho con Genos UR sau này nhá, được chưa? Chứ không phải là kiểu anh em cứ dồn tinh thông anh em nâng tầm bậy tầm bạ, không có được, cái gì cũng phải từ từ. Đó, nâng tầm bậy tầm bạ là vì sao anh em không có sách để anh em sửa rất là lâu, mà anh em sửa càng lâu thì anh em sẽ càng thọt so với lại người chơi nhá. Bạn em cày chay bảo xương rồng không gì, bạn em cày chay không xương rồng nên bảo xác định bỏ tháp nên skip dưới nốt. Trời ơi, cày chay mà anh em đòi bỏ PVE để anh em dồn vào PVP á, giống như kiểu là anh em đi học á, rồi anh em đi học á, mẹ nhà anh em đã xa rồi, anh em còn bày đặt mẹ, anh em quyết định là anh em sẽ đi bộ cả 1-2 năm luôn để có tiền mua thẳng cái xe máy. Ngày nào em cũng đi trễ 1-2 năm luôn để dành tiền mẹ mua cái xe máy. Mẹ nó khi đó anh em chưa kịp chơi là cái anh em bị đuổi học mẹ rồi, giống như kiểu đó là mẹ bây giờ anh em trở nên flat đúng không? Khi đó người ta vượt anh em, người cái tài nguyên của người ta ôm vào người á quá nhiều. Đến khi đó các anh bé flat về đúng không? Cái form flat của anh em á, gãi quái không xong, gãi người càng không nổi.
như kiểu là anh em đang cầm đèn chạy chiếc ô tô kiểu vậy. Anh em tập đi chưa xong mà anh em đã tập chơi game rồi thì đéo ổn đâu được anh em. Trời ơi, anh em tưởng em cứ cầm flash về anh em là bố á. Bây giờ anh em con flash của anh em tầm 5 triệu được chiến đúng không, nhưng mà con Genos của người ta đi PvE thoải mái trong vòng 2-3 tháng luôn rồi. Về người ta vui khỏe với Genos của người ta 15 củ được chiến. Thì cái con flash của anh em 5 củ, anh em chỉ gãy móng chân con Genos thôi, đánh không vào máu. Đó, anh hiểu không? Tôi bảo anh em rồi, chơi game này á, PvE là để PvP. Đấy, tôi thật anh em nhá, bây giờ ví dụ cái tháp này đi, ví dụ cái tháp này đúng không? Riêng cái khoản tháp này thôi. Bây giờ ví dụ ạc này đúng không? 4 tháng ở bị kẹt ở tầng 10. Nhưng mà cái ạc tôi 4 tháng, tháng nào của tôi cũng đi đến tầng 35-40. Anh em thấy chênh bao nhiêu không? Anh em thấy chênh bao nhiêu cái tactic cam không? Chênh cực kỳ nhiều, đó là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là nó còn chênh ở đây nữa. Đấy, nó còn chênh ở đây nữa. Anh em đổi tùm lum tùm la mọi thứ ở đây nữa. Chênh nhiều không? Chênh nhiều chứ. Trời ơi, có khi là chỉ cần qua 3 tháng em bỏ tháp thôi là coi như là cái lịch chiến của anh em là đáy xã hội con mẹ luôn. Tại sao là cứ phải kiểu cầm đèn chiếc ô tô như vậy đúng không? Trong khi là anh em kiểu bây giờ nha, nghĩ rằng á là ừ thôi, đến lúc đó ta lấy flash ta làm bố. Xong rồi tầm 2 tháng nữa nó ra một bên server chung, nó ra một con gì đó counter con flash. Counter phần nào đó hoặc là không bị con flash nó tàn tật. Ra một con DPS miễn tàn tật. Thì anh em lại nghĩ rằng là ôi mày con này nó counter cả flash, thôi tao skip mày con flash luôn, tao lấy con sau này nữa. Thôi rồi anh em cứ skip hoài, skip hoài, skip hoài, skip hoài. Xong đến lúc anh em bỏ game hoặc anh em tầm 1.000 vé. Ai làm vậy bao giờ anh em? Ai làm vậy bao giờ? Anh em á, tôi bảo anh em xem kênh của tôi này à. Nghĩa là dù kênh của tôi ít người á nhá, tôi nói lại một lần nữa cho anh em đó nhá, kênh của tôi ít người, nhưng mà tôi mong là anh em xem kênh của tôi đều chill, thoải mái và đừng kiểu như là nhắc đến những người khác ở trên kênh làm nội dung để gây quơ rồi cái kia nó không hay á. Kiểu bây giờ anh em đều lớn cả rồi, xem kênh đều văn minh hết nhá. Đừng như vậy nhá. Em nên lấy Genos Awaken 2 hay là Genos cộng Goket hả anh? Theo tôi là nếu mà cày chay thì anh em lấy Genos cộng Goket nhá, lấy càng nhiều càng tốt. Thế được rồi, đó là về cái vấn đề đó là PvP và PvE nhá. Và lấy tướng thì arc này đợt trước bạn là Lâm cũng có bảo với tôi đó là bucket của arc đó là 700.000 một tháng. Thì tôi khẳng định luôn nhá, arc này chỉ lấy vé từ login bonus thôi thì sẽ khoảng 110 nè, 11 nè, 12 nè. Đó tầm 12 thì tôi cứ du di đi. Du di cho tầm 20 vé một tháng. Thêm là mua hàng tháng cộng event các kiểu thứ là tầm 80 đi nhá. Mình sẽ tính tròn nhá, là một tháng là thêm 100 vé. Được chưa? Thêm một tháng là 100 vé thì hiện tại này đang là 117. Thì qua tháng sau là cộng thêm 100 vé, tại chắc chắn là này khẳng định luôn sẽ là skip với tháng sau luôn. Skip với tháng sau luôn thì mình sẽ ôm được khoảng skip theo file nè, đúng không? Là được 217 vé, 217 vé xong rồi đến tháng con Genos. Được chưa? Là gần như là kiểu dồn tài nguyên vào mua kiểu thứ là sẽ tầm được khoảng 240, 250 gì đó. Tầm 250. Tôi nghĩ là đầu tháng Genos thì ạc này khoảng 250. Nếu mà cái tình trình tự nạp như thế này nhá, 700k một tháng thì sẽ khoảng được 250. Được chưa? Đó là du di luôn. Nói chung là ý là đang tính mấy cái min. Anh hiểu không? Đang tính mấy min. Thì có thể là maximum tôi tính thiếu thì nó sẽ khoảng từ 250 dao động đến 300 nha, dao động đến 300. Thì anh em cũng biết rồi, đó là sau con Goketsu sẽ là con Genos, đâu sau con Genos sẽ là con Goketsu. Được chưa? Thì theo tôi nghĩ á, đó là sau khi cái tháng con muỗi này ra xong á, ở tháng bên chung là sắp tới là con muỗi đúng không? Mình cứ skip tháng này đi đã. Riêng hạc này tôi không dám vẽ vội, tại vì lượng vé của hạc này đang rất là ít. Tôi không dám vẽ vội anh em. Đến với Genos, hạc này là vừa tròn 300 vé. Cho nên việc mà lấy con Genos ở Awaken 2 luôn là cực kỳ mạo hiểm anh em. Mạo hiểm vãi cả lìn. Siêu mạo hiểm luôn. Cho nên tôi không dám khẳng định sớm. Bắt buộc là tôi phải chờ hết tháng sau anh em. Hết tháng sau. Nghĩa là ra con mới. Vừa ra con mới một cái là bên server mình, bên server C sẽ ra con Genos. Thì khi đó tôi sẽ biết để xem chức năng con mới xong, tôi sẽ khuyên rằng là này lên lấy con Genos 1 hay là Genos 2. Và con Goketsu có nên lấy comeback hay không nha. Bắt buộc là nó phải dựa vào nhiều yếu tố anh em. Tôi không dám khẳng định hay là cái gì cả. Tôi luôn chỉ tính cho anh em tầm 2-3 tháng đổ lại.
tôi không bao giờ dám tính cho anh em tầm 6 tháng. Anh hiểu vấn đề rồi không? Tôi không dám tính luôn mà, tôi khẳng định luôn. Đấy chứ bây giờ tôi kêu là ui bây giờ hiện tại còn Zero chơi 6 tháng, lấy Zero 2 luôn. Rồi có cái Zero kết sư thì sao? Nhiều anh em kêu á, có nhiều anh em bảo nhá, bây giờ có mực rồi. Có mực rồi, không lấy kết sư nữa. Anh em đừng nhầm nha, gặp những ông có đột phá, gặp mấy ông có Boros, có tank top, có si king á, vô đốt mấy ông chết. Co cái co mà co mực với lại con Gokitsu á, nó là hai cái đẳng cấp khác biệt nha, hai cái đẳng cấp khác biệt hoàn toàn nha. Co mực thì đúng là trong PvE nó không khác gì con Gokitsu cả, nhưng mà trong PvP là khác nha. Trong PvP là khác nha. Nó thật luôn. Và con Gokitsu á nó không bị bó đội hình. Anh em có xài co gì đi nữa cũng được. Anh em có xài co gì đi nữa cũng được. Anh hiểu không? Nghĩa là anh em chơi một đội hình không có co luôn. Anh em chơi một đội hình không có co, anh em bỏ như thế này nhá. Đây là con Gokitsu nè. Đó, đây là con Gokitsu á, anh em bỏ ở đây á. Anh em bất có chơi bất khuất. Bỏ cái xác nó vô thôi là được. Giá trị của nó đang rất là cao. Cho nên á, có thể ngày tôi sẽ tư vấn đó là lấy con Zenos 1. Zenos 1 để không bị kẹt PvP, PvE. Zenos 1 siêu được kỹ để không bị kẹt. Xong rồi lấy thêm Gokitsu có cần 1 nữa. Không vội được anh em, với tài chính nạp nặc như này á, một tháng chỉ tầm 700.000, không thể vội được, không thể all in được. Càng lúc càng những lúc thời gian nhạy cảm như này á, mình phải càng cẩn thận nha, càng phải cẩn thận. Genos thì bắt buộc phải lấy rồi anh em, không để chờ đến flat. Chờ đến được flat anh em phải chờ 3 tháng, lại kẹt thêm 3 tháng. Rồi người ta kiểu anh em bị ăn hành 3 tháng, anh em bị khùng luôn ấy. Anh em chịu không nổi, sao anh em chán nên mới bán ạc. Tôi biết cái cảm giác đó rất là nhiều rồi, nó thiệt luôn. Chơi kiểu bị bí bách á. Trong khi 3 tháng đó anh em sẽ lại có được bao nhiêu vé? Thêm 3 tháng nữa anh em lại có thêm 180 vé mẹ rồi. Trời ơi, đến lúc đó thì người ta định hướng những con khác rồi, định hướng sau này rồi. 3 tháng nữa là con bên chùm nó ra thêm 3 con rồi. Trời ơi, vẽ đến khi nào nữa anh em? Đừng, anh em đừng lo xa quá, anh em chỉ nên lo cái của mình trong tương lai 3 tháng thôi. Đừng lo đến 6 tháng làm cái gì cả. Thiệt. Với lại con Zenos đó, con Flash nha, kiểu nó đúng là con tướng mà nó hút tài nguyên luôn đó. Nó thực sự muốn mạnh á, nó thực sự muốn mạnh nha, thì nó phải cần Awaken 2. Awaken 2 siêu tuyệt kỹ luôn. Tại vì sao? Nó ở Awaken 1 mới vào nó không phủ đầu được. Anh em nông dân nhá, anh em đã thọt tài nguyên rồi đúng không? Anh em còn tốc thấp nữa. Cái con Flash của anh em á, gặp mấy thằng bên kia nó bút tốc á, khỏi follow luôn. Đã đam không có, còn bị què chân nữa. Trời ơi, kiểu tôi không muốn kể đâu nhá. Tôi kể ra chắc anh em thấy mẹ 5 tỷ khuyết điểm luôn á. Không 5 tỷ khuyết điểm luôn á. Chứ còn con Zenos này nè, con Zenos này á, thì tôi bảo với anh em ở mấy anh em tầm cao á. Mấy anh em tầm cao nhá. Đúng không? Tại sao tôi bảo với anh em là con Zenos 2 nó mạnh hơn con Zenos 1 rất là nhiều. Nhưng mà ở mấy anh em tầm thấp á, con Zenos 1 nhá, nếu mà anh em bui đầy đủ á, anh em bắn chay vô viên cái đam chay của nó mà khi mà chưa kiểu phát nổ á, là nó đã dọn cho anh em những con khác rồi. Anh hiểu không? Bắn chay mà chưa kiểu phát nổ đó là đã dọn cho anh em những con xung quanh rồi. Còn lên là tầm cao á, người ta kiểu là đội hình người ta được chiến cao. Con nào người ta mẫu châu đó. Cho nên con Zenos 1 nó không có tác dụng. Nó không phát huy được hết khả năng của nó. Cho nên lên tầm cao là bắt buộc phải Zenos 2. Như kiểu như tầm ạc của tôi nè, ạc của Hưng, hạ của Hoàng Thành, hạ của Sếp Minh, những ạc mà bây giờ đều là trên 10 triệu lực chiến rồi á. Kiểu như là BK là auto vương chiến khu luôn. Thì bắt buộc con Zenos phải là Zenos 2. Chứ Zenos 1 là không ăn thua anh em, Zenos 1 còn như không ăn thua. Nhưng mà với những ạc như này kiểu đang rất là bị kẹt, nạp rất là ít, thì con riêng Zenos 1 xuyên kỹ thôi là đã hơn khối người cầm con Zenos hoặc là skip Zenos rồi anh em. Là mình làm bố người ta trong 3 tháng luôn. Quá đã luôn. Nhá. Hết đặc này tư vấn tiếp cho tôi là khác là không? Chắc hết đặc này chắc tạm thời ngưng anh em ạ. Tại vì bây giờ kiểu, nếu mà tôi bảo anh em mà cái gì nhiều quá không tốt ấy, tôi sẽ làm clip off nữa, tôi sẽ có tư vấn off, anh em hiểu không? Đó. Cho nên là bây giờ kiểu anh em bắt tôi tập trung liên tục vào, đâm ra là cái hiệu quả của tôi nó không được tốt ấy. Đó. Cho nên đặc này xác định là cứ skip hết tháng giao file đó. Gần như là bây giờ tôi thật anh em á, anh em chơi game á, skip vào tháng nào là mừng tháng đó. Nhưng mà không phải là skip kiểu mẹ vô căn cứ. Anh em kiểu như là ôi mẹ con Zenos này được có 2 tháng chơi ít bố mày skip. Không có nha anh em. Anh em phải xem coi là con tướng đó có mang lại giá trị nhiều cho đội hình của anh em hay không nha. Xong rồi đừng sau này bởi kiểu đó là tôi bảo tôi đó là anh em lấy Zenos về sau của anh em đánh thua flat này nọ này kia. Không có đâu anh em.
nha, với những arc mà lực chiến thấp á, thủ người ta yếu á, thủ người ta yếu, những người họ chơi all in nó khác biệt lắm. Rồi anh em sẽ thấy, tôi sẽ chỉ cho anh em những cái trường hợp đó là những arc mà all in Zenoth ấy, tầm mà một con Zenoth thật luôn 10 củ lực chiến, mấy con Flat 4-5 củ gãi đến ngày mai, gãi sang năm luôn không chết được. Và chưa kể có cả cô quyết sư nữa. Anh em tin tôi. Ví dụ như là anh em có thể xem lại cái clip đó là tôi tư vấn cho arc Champ Baby á. Ừ, Champ Baby á, thì arc tới sắp tới là sẽ all in Zenoth, còn đã lấy sẵn thẳng là con chày luôn anh em, chơi cho cẩn thận luôn. Lấy thắng là con chày SR cộng luôn để kháng choáng con Zenoth luôn. Chơi đúng kiểu vậy luôn thì gần như là skip được khá là nhiều anh em, skip được Hellfire. Đó, gần như là skip được Hellfire, skip được mũi. Đó. Zenoth ra mấy anh em nông dân không có core DK với Boros ai top trước là win, đúng rồi, gần như là vậy anh em, gần như là vậy. Tháng sau với đỏ DK, xem lịch ra tướng SR ở đâu vậy mấy bác? Cái đó là leak thôi anh em, cái đó là leak thôi nhá. Rồi, thì đó là trước mắt là tôi tư vấn cho này đó là như vậy anh em. Thì gần như là phải chờ thêm đến lúc ra core anh em. Gần như là phải chờ thêm lúc ra core. Tại bây giờ không dám nói trước điều gì cả anh em. Nhưng mà trước mắt ngon, tháng sau tặng này sẽ skip được. Vì có xương rồng anh em. Có xương rồng phát là cái heo phải chả phải là vấn đề nữa. Kệ luôn anh em ạ. Có tướng đi BVE bên quái rồi. Sau này mình có Goku của cái sư nữa thì con sư đồng có thêm suy kỹ thì nó gánh hết. Đó. Khá là ngon anh em. May tôi chỉ khá, tôi rất là hài lòng với những arc mà nó đi đúng hướng như này anh em. Mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều ấy. Mình suy nghĩ đơn giản thôi, đâm ra là mình càng khỏe nè. Rồi người chơi họ cũng khỏe nữa, họ sẽ cảm thấy rằng là ừ, nhờ thằng này tư vấn và thằng này đánh giá rằng là ừ, arc mình đang đi đúng hướng, đéo đi sai. Đó, anh em không phải lo lắng cái gì hết á. Đấy. Rất là thoải mái anh em nhá. Được rồi, thì trước mắt đó là tôi tư vấn đặc này đó là như vậy, là tháng sau là skip hết. Và đến con Zenoth thì đúng lúc là bên server chung ra co, thì mình sẽ định hình được đó là ra, mình sẽ định hình được lấy lại quốc cần 1 hay quốc cần 2 nhá. Được chưa? Không vội được anh em ạ, càng cẩn thận càng tốt. Được chưa? Và tất nhiên rồi, anh em nhớ anh em sẽ phải lo, anh em sẽ kêu là ôi vậy thì sau này tầm 1-2 tháng nữa thì tao sẽ phải là quay lại mày, tao tư vấn này kia nữa. Cái đó tùy tâm anh em à. Kiểu tất nhiên khi đó anh em quay lại anh em hỏi tôi vẫn sẽ trả lời thôi. Ừ, tôi sẽ vẫn sẽ trả lời thôi. Tại vì em cũng biết đúng không, 2-3 tháng nữa ra thêm tướng thì mẹ, cái câu chuyện nó vẽ sẽ càng nhiều hơn nữa. Câu chuyện nó vẽ sẽ càng nhiều hơn nữa. Lúc mà trước khi ra con Flash á, có ai quan tâm con năm đầu đâu. Con năm đầu lấy con xin là để skip. Nhưng mà khi mà ra con Flash một cái, mọi người thi nhau lấy năm đầu. Nó chỉ khác nhau 1 tháng thôi anh em. Khác nhau 1 tháng thôi. Đấy, nhá. Cho nên là anh em cũng phải thông cảm tôi. Cái khả năng của tôi có hạn, tôi cũng không thể vẽ quá nhiều cho anh em được ấy. Cho nên là tôi chỉ tư vấn cho anh em tầm 2-3 tháng đổ lại thôi nha. Đấy. Flash Flash 2 thì phải có bút tốc, Flash mới có phát hiện sức mạnh được, đúng không anh? Flash 2 ấy, cái con Flash 2 thực sự á, là bản thân nó cũng có bút tốc thì càng tốt. Mà không có bút tốc ấy, không bút tốc thì nó cũng chả sao cả anh em. Tại vì không bút tốc á, đây em tưởng tượng nha, em có bút tốc thì ba con bên kia nó sẽ hơn tốc của em, thì em chỉ phủ đồ được 3 phát. Nhưng mà khi em lên quốc cần 2, em sẽ phủ đồ thêm được 1 phát nữa. Và em lên đam á, chỉ cần 4 phát phủ đầu thôi là bên kia bị lia sàn rồi. Em hiểu không? Còn nếu mà em chơi Flash 1, em lên full đam nhá, là em bị thọt một lần phủ đầu mới vào. Bên địch họ tốc họ cao hơn, đúng không? Họ sẽ chơi được kinh, họ sẽ chơi được phủ đầu. Đó là do tại sao tôi bảo anh em là ở Wakken 2 thì em được quyền bui đam. Còn ở Wakken 1 anh em phải bui tốc thật là cao để vào anh em đặt tàn tật trước. Bên kia sẽ không chơi được kinh và không phủ đầu được. Đó là cái sức mạnh của con Flash. Sức mạnh, anh em đừng quên nhá, sức mạnh của con Flash ở đây á, không phải là đam nó to, mà cái khó chịu của nó là cái tàn tật của nó. Nó vừa đam to vừa tàn tật, nhưng mà cái khó chịu của nó là cái tàn tật. Anh em hiểu không? Đấy, chứ không phải là Flash 2 có bút tốc phát huy ra sức mạnh. Không, Flash 2, cái sức mạnh của Flash 2 á là gì? Nó không bị dính, không bị counter bởi acid của con xương rồng. Đó là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là mới vào nó phủ đầu luôn. Đấy, hai cái ngon nhất là còn cái gỗ cần 2 cái đó đấy. Được chưa? Còn ở cần 1 mà anh em bui đam á là anh em chấp người ta đó. Nói thật, người ta tóc hơn anh em là mệt á. Flash, nói chung là Flash 1 anh em bui full tóc cho mình nhá. Còn Flash 2 là anh em bui full đam, thoải mái. Và Flash bắt buộc phải có siêu tuyệt kỹ. Được chưa? Cho nên thôi, arc này cứ Zenoth trước đã anh em. Cứ Zenoth trước đã. Nếu mà skip được Flash thì ngon. Thật sự nếu mà thật sự tôi rất là muốn arc này skip con Flash. Tại vì bây giờ arc này anh em nhìn nào,
thẻ tăng sao không có. Rất là muốn đặt này skip flat luôn, skip được là rất là ngon, rất là khỏe, rất là đỡ lăn tăn. Mình chơi meta sau co mới luôn. Con flat nó là meta trước co, mình chơi những con meta sau co luôn, đỡ phải lăn tăn, đỡ nghĩ nhiều anh em. Đó, full xem pad nên mua sớm không? Mua sớm càng tốt. Tại vì sao tôi bảo anh em mua sớm? Mua sớm thì anh em sẽ nhận được quà. Anh em sẽ nhận được quà nhá. Đây nè, phần quà như này anh em nhận được hết. Thì có quà sớm, anh em có tài nguyên, anh em dùng. Đó, anh em khỏe nhanh. Thế thôi. Ừ, đơn giản vậy thôi, không gì phải lăn tăn cả. Trừ khi mà nó vướng trường hợp đó là sự kiện tiêu carbon ấy. Đó, nhưng mà bây giờ cuối tháng rồi làm những sự kiện tiêu carbon đâu. Còn chờ càng lâu thì tôi sợ là anh em càng thọt ấy thôi, càng thọt nhiệm vụ thôi. Đó, thấy không? Anh em không mở được bắt cái nhiệm vụ cuối nè. Thì sợ là anh em không làm đủ thôi. Anh em sẽ hơi bị thọt một xíu. Tôi chỉ lo vậy thôi. Ừ, còn việc anh em tính toán như thế nào đó là tùy tài chính của anh em nhá. Mua sớm thì sẽ mở được ba cái này, còn không mua sớm thì tất nhiên rồi, mấy cái này nó sẽ bị khóa hết, được chưa? Đó, cái lợi và cái hại của việc mua sớm và mua trễ đấy. Thì gần như là ạc này là mẹ tôi tư vấn, mẹ là tôi nghĩ là ok, mức ổn rồi đấy. Và tôi nghĩ là chủ ạc cũng yên tâm rồi. Bây giờ chủ ạc kiểu giống như là chỉ lăn tăn việc đó là 700k đó nên chia sao cho nó hợp lý, chia dùng sao cho hợp lý thôi. Thì tôi chỉ khuyên thôi, đó là chắc chắn là ưu tiên mua cái login bonus này trước. Nó cho quá nhiều luôn anh em, vừa cho thẻ, vừa cho vé đen này, vừa cho vé suy thuật kỹ. Quan trọng là vé suy thuật kỹ đó ha. Đấy rồi, đây là coi như là tôi đã tư vấn xong ạc VNX Diablo nhá. Thật sự là với những ạc như thế này á, mẹ tư vấn rất là căng anh em. Tại vì là meta sắp tới nó nhạy cảm á, chỉ cần lấy sai tới một cái thôi, xong rồi là kiểu chủ ạc chơi cảm thấy không hài lòng này kia, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Tôi cũng sẽ mang tiếng này kia đó anh em, cho nên là cũng áp lực lắm ấy. Không phải là kiểu tôi nói ra xong anh em chơi sao chơi đâu, không có anh em nhá. Tại tôi đang muốn ưu tiên mua vé trước rồi, tôi đang nhất được 700 vé đã suy nghĩ, sau đấy rồi mới mua pass. Thực ra thì với app này á, nếu mà lấy con Genos 2 á thì nó mạnh thiệt, nhưng mà tôi chỉ sợ là không đủ vô kết sư. Bây giờ mà dồn cho Genos 2 thì hơi bị căng, quá căng. Thật sự là rất là căng. Và nếu mà thực sự á, ông muốn chơi Genos 2 á, ông lại phải nạp thêm rất là nhiều để ông đủ lấy thêm Go Kết Sư nữa. Nó thật luôn. Bây giờ một con Genos 2 đánh nhau với lại một con Genos 1 của Go Kết Sư thì chắc chắn là thằng Genos 1 của Go Kết Sư nó ăn đấy. Thằng Genos 2 ăn không nổi đấy. Đó, tôi chỉ tính toán đơn giản vậy thôi. Cho nên là nếu mà muốn lấy Genos 2 á, ừ, thì bắt buộc là phải nạp thêm lấy con Go Kết Sư nữa. Cho nên trường hợp bị căng quá đến lúc mà tháng sau tháng đã co, đúng không? Con Genos nó vẫn khỏe, vẫn bị một bắn bay sàn, con mũi vẫn không xe đam tốt được, thì con Genos này rất hay, nó lại càng giá trị đó. Khi đó là mình lại càng căng thẳng nữa. Cho nên theo tôi ấy, cứ chờ bình tĩnh đã, không cần phải vội. Thì thực ra với account này theo tôi là giá trị con Genos 2 và Genos 1 nó không khác nhau quá nhiều. Genos 2 nó bị phí anh em nha, tại vì con Go Kết Sư nó có giá trị cao quá. Nhất là với cái ạc đó là không có co này đó anh em. Cần Go Kết Sư để nó carry ở bên quái anh em ạ. Cần Go Kết Sư để carry bên quái. Và chưa kể là anh em còn đi nhiều cái gọi là chức năng PvE khác nữa. Đấy, về sau anh em lên cao là anh em sẽ phải cần 3 team để anh em đi cái thẻ đỏ nữa. Được chưa? Đó, đi epic các kiểu thứ đó anh em, nên là anh em chả phải đi full. Căng chứ. Đấy, nó có rất là nhiều thứ. Cho nên là mình chơi làm sao để mình lấy tướng và để mình tối ưu, chứ không phải lấy tướng và để ăn thua bọn kia. Lấy sai một cái là mình là người lỗ, chứ bọn kia nó không thọt gì đâu anh em nha. Cho nên là theo tôi là ông cứ bình tĩnh đi đã. Ạc này riêng này cứ bình tĩnh, xác định trong đầu như thế này. Xác định trong đầu nhá. Ạc này xác định trong đầu nhá, là mình đang định hướng Genos 1 siêu kỹ và Go Kết Sư. Còn việc lấy Genos 2 hay không, nó phụ thuộc vào những con ra sau này và tài chính của ông nữa. Nhưng mà với account này á, theo tôi đó là Genos 1 Go Kết Sư là tối ưu nhất. Và skip được con flash càng tốt. Skip được flash là ạc này càng khỏe luôn anh em. Giữ được vé flash, giữ được vé mũi, xong rồi qua co mình lấy nhẹ co. Xong rồi sau tháng sau co đúng không? Qua tháng sau co đúng không? Là một con DPS quá nhân, siêu DPS quá nhân luôn. Bú luôn. Uầy, kiểu đúng ngon luôn, đúng nhẹ nhàng luôn, chơi khỏe re. Là khi đó con đó với sừng rồng gánh BVE bên quái, rồi con Genos gánh BVE anh hùng, xong mọi thứ kiểu perfect. Về sau này mình có lấy tướng PvP gì thì mình lấy, thấy không? Mình chỉ nghĩ thoáng là một cái là nó đã đơn giản rồi anh em nha. Chứ anh em đứng việc lăn tăn quá giờ ở Quicken 1 và Quicken 2 nha.
đó, đỡ lăn tăn đâu, đỡ lăn tăn hẳn luôn. Cố kết sư cực kỳ quan trọng nha. Anh em nào mà sẽ kiếp cố kết sư là tôi chịu đấy. Ừ, là chịu đấy. Chứ riêng khoảng Ác Minh anh em nhìn thấy không? Ác của Minh và Ác của Thành trang B á, vô không bị kẹp không bị kẹp PVE quá nhiều á, sướng lắm anh em, nhẹ nhàng lắm. Thật đó, chơi game nhẹ nhàng lắm. Vô đó, cái gì cũng bú phun tài nguyên mỗi ngày. Ác nó khỏe dần, nó cứ theo một cái chiều sâu nó đi ra lên thôi. Đó, còn cố kết sư mà skip thì tôi chịu. Kiểu nhớ anh em cũng nghĩ rằng là ra mũi xong cô kết sư bị vứt đấy. Thật sự là anh em đừng nghĩ trường hợp như vậy, không có gì hợp đâu anh em nhá. Nhất là anh em nông dân mà skip cô kết sư lấy flash thì đúng khổ. Nói chung là con flash là một con rất là nhiều tài nguyên, rất là nhiều tài nguyên. Và những ông top ở bên Trung ấy, ông kêu nè, nếu flash 1 thì đừng có lấy, flash 1 skip thì đừng có lấy, lấy flash 2. Đó, lấy flash 2. Tất nhiên, tại vì biết là sao không? Biết sao người ta bảo vậy không? Người ta bảo vậy á, là ý là kêu là nếu mà mày flash 1 á thì mày skip mẹ mày đi. Tại vì trước mày là mày lấy con Genos mà lấy con Goket rồi thì vé đâu mà lấy cái flash nữa. Lấy xong á, qua co lại thở. Xong rồi tự nhiên sau co một cái đúng không? Có con DBS có khả năng miễn tàn tật. Nghe nó chỉ miễn cho một mình nó thôi. Nó chỉ miễn cho một mình nó thôi chứ nó không miễn cho đồng minh. Nhưng mà chỉ còn một con DBS miễn là thôi anh em, là con flash nó yếu hẳn luôn rồi. Nó chỉ tàn tật được 5 con kia thôi. Anh em hình dung được không? Vẫn có thể có khả năng nó ra nha. Anh em đừng kêu tôi điêu. Có thể con DBS mới sẽ không có đột phá chuyên dụng giống con muỗi, tại vì nó ra thì con muỗi sẽ bị vứt. Nhưng nó kháng tàn tật là bình thường anh em, nó miễn tàn tật là bình thường. Tại vì DBS mới mà. Ừ, DBS mới mà anh em. Bất ghét 1 triệu mà 2 tháng đầu tôi nạp gần một sách. Nói chung là kiểu những tháng đầu tiên là nạp phải căng lắm ấy, tại vì những tháng đầu tiên nó quà nó cho nhiều ấy. Quà nó cho nhiều ấy nha. Rồi, thì gần như là account này coi như tôi tư vấn xong rồi anh em nha. Gần như là tôi tư vấn là êm hết mức có thể rồi. Êm hết mức có thể rồi. Còn việc đồ đạc thì như tôi bảo đấy. Đó, cái đó tùy nhân phẩm của anh em thôi. Tùy nhân phẩm và thẻ tháng sau anh em nên gom nhiều nhất có thể nha. Kim cương thì nên xài hợp lý một tí, đừng có tẩy xóa xài mấy cái linh tinh nhá.